Ủa Thành Luân xin kính chào khách. Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2016 chúng tôi đang đón tiếp anh Hoan, anh đến từ thị xã Phú Thọ của tỉnh Phú Thọ. Anh về ký chiếc sập thập điểu vườn mai. Ở đây chúng tôi đang có khoảng 5 chiếc sập và anh đăng ký một chiếc và anh đăng ký đây. Đây đây là anh chị đến từ Phú Thọ. Và hiện nay chúng tôi quay sập mét 8 thì khoảng 2 hôm nữa chúng tôi mới xong được. Hôm nay anh ký trước cái mạch. Đang thấy trên mình đây. Từ đây lên đấy về 101 anh nhỉ, 102 nhỉ. 120 cây. Rồi cho vào. Dựa vào. Anh cho xích vào ô nó chặt. Ờ cho xích vào tí. Chú Bình ra giữ ở đây, chú Bình giữ ở đây. Đấy. Cho chân cái chân này nó sát vào. Hôm nay là 13 tháng 12 năm 2016, chú Bình vừa dự đến thấy là anh Hoan. Anh chị đến từ thị xã Phú Thọ của tỉnh Phú Thọ, anh chị để ký chiếc sập thập điểu quần mai bằng gỗ vụ. Dự đến thấy cho mình này. Đây là chiếc sập thập điểu quần mai. Rất nặng. Nặng lắm anh. Anh lấy cái nào cũng được. Cái này nó khoảng bao nhiêu cân? Nó phải đến một tạ đấy anh ạ. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh chị. Đấy, anh lấy cái nào cũng được. Thôi lấy cái kia. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn.